Dạ vâng, xin chào toàn thể quý anh chị các bạn. Trong ngày hôm nay ngày 19 tháng 7 năm 2020 thì em xin lên sóng và giới thiệu đến anh chị và các bạn một vài những cái mẫu xe khoảng tầm 15 đầu xe đang có tại cửa hàng của bên em tại số 92 đường Vườn Lài, phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, những cái mẫu xe mà cái phân khúc tiền nó chỉ có từ nhô 100 triệu đến trên 300 triệu một chút thôi. Đấy, một cái phân khúc mà phải nói là rất dễ để anh chị có thể mua một chiếc xe giá tiền hợp lý về phục vụ đi lại cho gia đình mình. Đấy, và ngay sau đây thì em sẽ quay lướt qua một loạt và báo giá những chiếc xe mà đang có anh chị nhé. Anh chị quan tâm đến mẫu xe nào thì có thể liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại là 0832 777 77, và kết nối Zalo số trên thì em sẽ gửi ảnh chi tiết cũng như là báo giá cụ thể để cho anh chị. Đấy, chiếc xe đầu tiên giới thiệu anh chị là chiếc Hyundai i10 này, sản xuất năm 2015, số tự động, động cơ 1.0, biển số Kiên Giang, xe một chủ từ đầu sử dụng, xe hoàn toàn là không đâm đụng tai nạn gì cả, máy zin, số zin thân vỏ hoàn toàn là còn zin nguyên bản. Đấy, bản đủ đề start top, số tự động anh chị nhá, 2015. Đây ạ. Xe cam kết hoàn toàn không lỗi gì cả. Đấy, màn hình thì chủ xe độ một cái màn hình cỡ lớn luôn. Vì là trời nó hơi tối cho nên là anh chị thông cảm giúp em nhé, chất lượng hình ảnh đôi khi là nó sẽ không được tốt như là ban ngày. Đó, xe hoàn toàn không lỗi gì cả, máy chất cầm bệ chắc chắn, chạy hơn 6 vạn một chút thôi. 2015 anh chị nhá, biển số Kiên Giang, giá là 285 triệu. Đấy, em báo giá và anh chị có thể lên mạng và tham khảo. Anh chị đi mua xe thì có quyền tham khảo về mức giá mà em đưa ra, 285 triệu anh chị nhá, giá rất hợp lý luôn. Chắc là em báo giá như này thì anh chị tìm trên mạng sẽ rất ít cơ sở có thể bán một cái mức giá tốt như bên em. Đó, với phương châm là mà mua xe chất không lỗi gì cả và bán giá hợp lý để cho nó xôm, nó được nhanh hàng để em có thể luân chuyển hàng thường xuyên, mua những cái mẫu xe mới thường xuyên về phục vụ cho anh chị. Chính vì vậy mà bên em báo giá nó rất là sát và giá cực kỳ hợp lý rồi anh chị nhé, và sẽ không bớt nữa. Đấy, chiếc xe thứ hai này em giới thiệu anh chị là chiếc BMW 320i, sản xuất năm 2009, một chủ từ đầu sử dụng, biển thành phố, biển thành phố Hồ Chí Minh, chạy hơn 10 vạn, xe rất đẹp luôn, cam kết không lỗi gì cả, màu xanh, xanh này gọi là xanh đá này, rất sáng xe luôn ạ. Đó, rất sáng xe, xe thì cam kết anh chị là không lỗi gì cả, thân vỏ không đâm vào một chút nào luôn, vỏ mỏng dính dịnh luôn này, vỏ không có chút bả ma tít này. Đấy này, form dáng của BMW thì thực sự là rất đẹp rồi. Cái dòng xe mà chỉ cần đi trên đường thôi là đã biết đẳng cấp của người lái như nào rồi. Đó, một chủ từ đầu form mới rồi, 2009, xe không lỗi gì, chạy hơn 10 vạn, rất đẹp. Đây, đây nội thất đẹp cực kỳ luôn anh chị nhé. Đây, nội thất rất đẹp luôn, đề nổ thông minh. Đó, đề nổ thông minh, hai ghế phía trước chỉnh điện. Còn BMW này thì em bán 365 triệu đồng anh chị nhé, 365 triệu cho một chiếc xe nhập Đức nguyên chiếc này, một chủ từ đầu sử dụng. Đó, anh chị có thể lên mạng tham khảo một chiếc BMW 320i nhập Đức, sản xuất năm 2009, một chủ từ đầu sử dụng, chạy hơn 10 vạn và giá trên mạng xem họ đang bán bao nhiêu. Đấy, bên em thì chào bán giá 365 triệu đồng thôi. Đấy, một chiếc xe nữa đây ạ. Toyota Land Cruiser, sản xuất năm 2001. Đấy, biển Sài Gòn, biển rất đẹp luôn nhá, 51F00071. Đấy, một cái dòng xe phải nói là gầm cao, máy thoáng. Đấy, một cái dòng phải nói là như nào nhỉ, phải thuộc cái phân khúc phải gọi là ông vua địa hình mới đúng. Đấy, máy xăng 4.5, số sàn 5 cấp, 2 cầu. Dòng này thì thực sự anh chị là nổi tiếng ở bên Bỉ rồi, rất bên Bỉ luôn. Land Cruiser, sản xuất năm 2001, biển Sài Gòn, màu xanh rất đẹp, xe cam kết là không đâm vào tai nạn gì, máy chất cực kỳ luôn, gầm chắc lịch. Đi dòng này thì rất sướng, mặc dù là khả năng là mức độ tiêu thụ nhiên liệu của nó cũng sẽ hơi cao một chút, khoảng độ tầm 10 5 đến 18 lít xăng 100 cây.
Đấy, nhưng mà anh chị mà đi những chiếc này mà vào cũng địa hình nó khó đi, vào trong công trường, công trình, nên đồi, nên dãy, neo đồi núi thì có thể sử dụng cái mẫu Land Cruiser này, rất hay luôn. Những cái dòng xe này nó thông thường là sẽ có những hội chơi. Đấy, như là hội chơi lăng chẳng hạn. Anh chị có thể lên Facebook hoặc là lên các trang web như là hội chơi Land Cruiser Việt Nam. Đấy, Toyota Land Cruiser nhé, sản xuất năm 2001. Xe rất đẹp, không lỗi gì, màu xanh. Con này thì chắc là về thì phải tỉa tót sơn một vài vị trí thôi, chứ còn xe thì hoàn toàn không lỗi gì. Giá bên em chào bán nó chỉ có 265 triệu đồng anh chị nhé. Đấy, nhìn xe rất to, rất trường luôn. Đấy, và một chiếc xe này, một chiếc xe phải là nhỏ gọn, dành cho các chị em phụ nữ nội trợ, đi lại gia đình, đưa đón con đi học, đi sử dụng nó để đi đến công ty thôi cũng được. Nói chung là cũng khá đa năng này. Đấy, em vừa mới mở cabo lên để kiểm tra qua khoang máy. Thì nhà buji nó hơi kém một chút, thì hơi bỏ máy, mai em sẽ cho khắc phục đây. Xe hoàn toàn không lỗi gì nhá. Biển Đà Nẵng một chủ tàu sử dụng luôn. Số sàn này, tôn vỏ anh chị đâu, rất dày nhá, mà không có chút bảo mà tít nào. Con này cực đẹp luôn. Con này rất đẹp luôn đấy ạ. Đó, Toyota Aygo nhập Nhật nguyên chiếc, sản xuất năm 2006, số sàn. Xe không lỗi nhỏ luôn. Giá cực rẻ. Nhưng con Aygo này thì chắc em bán giá nó chỉ khoảng độ loanh quanh khoảng độ tầm 160 thôi. Đấy, bao hồ sơ cho anh chị. Toyota Aygo nhá, máy Nhật thì rất bền rồi. Máy zin, số zin gầm bệ chắc lịch. Thân vỏ không hề đâm va nào, keo chỉ không mất một phân luôn. Đó, giá 160 triệu anh đồng anh chị nhá. Đấy, dòng này mua về chạy rất ok này, bền cực kỳ luôn, mà tiết kiệm nhiên liệu khoảng độ tầm 4 lít xăng 100 cây thôi. Và một chiếc xe nữa cũng đến từ Đức này. Nhà em thì chắc là chuyên về xe Đức rồi, Mẹc, BMW các thứ, đời từ 2008 đổ lại. Đấy, và chất lượng về xe Đức của bên em thì cam kết anh chị là chắc là sẽ rất ít có những cái đơn vị có thể cạnh tranh được. Với thứ nhất là về mức giá, thứ hai là về chất lượng, bởi vì là bên em chuyên sâu, làm rất sâu về cái dòng xe Đức luôn. Những cái chiếc BMW đời từ 2008 đổ lại nhá, hoặc là những chiếc Mẹc từ 2008 đổ lại, bên em có một đội ngũ kỹ thuật rất là chuyên sâu luôn. Đấy, có vài bạn kỹ thuật chính là làm từ trong hãng của Mẹc ra. Đấy, chính vì vậy mà khi mà đi xem xe, đi test xe thì luôn bám rất sát về chất lượng của xe. Đấy, chiếc Mẹc E240 này, sản xuất năm 2003, biển Hà Nội, tên tư nhân. Xe không hề lỗi gì, em vừa mới cho bảo dưỡng thay hai buri Jaguar này, mà thay một vài những cái chi tiết như là báo má phanh. Đấy, còn ngoài ra xe thì hoàn toàn không lỗi gì, đi cực sướng luôn. Máy ngon, số ngon. Đây, nội thất đẹp vô cùng, anh chị thấy nội thất cực đẹp luôn này. Đấy, đi những cái chiếc xe này thực ra là bỏ hơn 200 triệu thì nó rất xứng đáng luôn này. Thực sự anh chị là bỏ hai như con này nhá, là em đang chào bán là 245 triệu. Thế nhưng anh chị bỏ 245 triệu đồng thôi, anh chị được sử dụng một chiếc xe mà nó gần như là rất là an toàn luôn. Túi khí quanh xe, phanh ABS, hệ thống chống trơn trượt, hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp. Nói chung là di rất nhiều những cái tiện nghi hiện đại cũng như là chức năng của dòng xe Đức, nó tích hợp cho những chiếc xe Mẹc này. Đấy, 6 túi khí an toàn quanh xe luôn. Xe không có gì để chê cả, không đâm vào tai nạn gì cả. Máy nổ êm du luôn. Xăng ăn hợp lý, chỉ khoảng 9 đến 12 lít xăng 100 cây thôi. Đấy, E240 động cơ 2.6 rất khỏe, mà xăng ăn hợp lý cực kỳ luôn. Có hệ thống cruise control, ga tự động, hạn chế tốc độ đầy đủ hết. Nói chung là không thiếu một cái gì cả. Mà giá chỉ có 245 triệu đồng thôi ạ. Giá bằng một chiếc vài ớt thôi. Số tự động 5 cấp đi rất sướng. Nội thất đen đẹp vô cùng luôn này. Là nội thất quá đẹp luôn. Đây, một chiếc Mẹc nữa này. Con này đặc biệt hơn tí anh chị nhá. Mẹc cũng nghe 240, nhưng lại là hàng nhập Đức nguyên chiếc. Đấy, nhập Đức nguyên chiếc. Chất lượng thì chắc là theo em nghĩ là sẽ hơn xe Việt một chút đấy. Đi thì
Hôm nọ em đi thử rồi, êm du luôn. Nhưng con này đi tuyệt vời luôn này. Nội thất đen đẹp cực kỳ luôn. Con này nội thất phải nói đẹp hiếm có luôn. 2003 đăng ký lần đầu, 2007 biển thành phố, ra tên không mất phí biển. Đấy, xe rất đẹp, giá trên 200 triệu anh chị không mua thì mua cái gì ạ? 6 túi khí an toàn. Nói chung đi cái con này ấy, mà anh chị có không may va vào cái gì thì nó cũng rất là an toàn luôn. Đấy, túi khí chắc chắn là sẽ bùng không như là Toyota có túi khí mà cũng như không đâu ạ. E240 nhé, nhập Đức nguyên chiếc, sản xuất năm 2003, đăng ký lần đầu 2007. Xe cam kết không lỗi gì cả, máy zin, số zin thân vỏ không đâm va chút nào cả, máy còn rất chất luôn, không cần phải làm bất kỳ một cái gì cả. Xe đẹp cực kỳ luôn. Giá 258 triệu đồng thôi ạ. 258 triệu anh chị nhá. Đấy, chỉ có hơn 200 triệu mà một chiếc xe form đẹp như này. Na răng rất thời trang luôn. Tội gì anh chị phải mua Morning, làm sao mà phải mua vái ớt làm gì ạ? Xăng ăn khoảng 9 đến 12 lít xăng thôi. Đẹp chưa? Rất đẹp luôn. Nói thật anh chị, những cái năm mà 2008, 2009 mà em nhìn chiếc Mạc E này thì mê cực kỳ luôn. Đi khi mà nhìn thấy nó ấy, mình đi sẽ rất là chậm rãi để ngắm nghía nó, để cảm nhận cái vẻ đẹp của nó. Cái form này thực sự rất thích luôn. Đấy. Và cái dòng Mạc E nhá, cái form này nó sẽ kéo dài từ 2002, cuối năm 2002 đến 2009 nó vẫn dùng cái form này. Và chính vì vậy mà anh chị mua chiếc xe này vì hoàn toàn nó không bị lỗi mốt một chút nào cả. Đây là chiếc xe thứ ba này, cũng Mạc E240, sản xuất năm 2004. Xe Việt Nam lắp ráp. Đấy, nhưng mà cũng cam kết anh chị là hoàn toàn không lỗi gì luôn. Xe rất chất nữa. Xe cực chất luôn. Mua về sẵn sử dụng, màu đen, biển Hà Nội, sang tên thành phố thì không mất 20 triệu tiền biển. Đấy, giá 245 triệu. Hợp lý cực kỳ đúng không ạ? Đây, một chiếc xe nữa này, Chevette Cruze, sản xuất năm 2016, chạy 10 vạn. Con này thì chắc là không cần nó có nhiều, 26 mà. Zin toàn tập luôn. Nội thất quá đẹp rồi, nâng cấp màn hình Android to bản. Nói chung là một con xe mà đời cao, số zin, máy zin mua mới khoảng xít soát mất khoảng 600 triệu, bây giờ em bán hơn 300 tí, rẻ như bùn luôn, không lỗi gì. Xe rất đẹp nhá, nhấn mạnh là xe cực kỳ đẹp đấy. 2016, chạy 10 vạn, bán giá 325 triệu. Ok chưa? Đây, một chiếc xe nữa, Hyundai Tecan, xe ngân hàng đây, ở sau có hẳn cái két to rùng. Anh chỉ có tiền vất đấy chắc là không sợ mất luôn. Tecan 2003, xe rất đẹp. Giá thì cũng hợp lý thôi, hơn 100 triệu chút. Gầm cao, máy thoáng, động cơ lớn, xăng ăn khoảng 14 lít 100 cây. Đấy. Nói chung là vất đây hơi lâu lâu một chút rồi, khoảng độ tầm hơn chục ngày đây rồi. Nhưng mà nó hơi bụi, em chưa ấy, em đang sửa cửa hàng trong đây, vừa mới mở một cái cơ sở trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Thế anh chị thông cảm giúp em. Sau này khi mà hoàn thiện rồi thì em sẽ cố gắng chăm chút nó một cách tỉ mỉ nhất. Những chiếc xe này sẽ được rửa thường xuyên cho hình ảnh nó đẹp hơn. Nhưng mà không quan trọng đâu anh chị ạ. Nó tốt gỗ hơn tốt nước sơn mà. Bên ngoài nó bụi bẩn chút nhưng chất lượng là trên hết anh chị ạ. Đây một chiếc Mạc nữa này. Mạc C200 số sàn nhé anh chị nhé. C200 số sàn 6 cấp. Động cơ 1.8, máy mới, máy 271. Cái dòng máy này thì em, nếu anh chị chưa hiểu về dòng máy này thì em nói qua một chút. Đây là máy 271, công nghệ máy mới. Và những chiếc Mạc kể cả đời 2010 đến giờ, nếu sử dụng động cơ 1.8 thì nó vẫn sử dụng cái động cơ này. Và đặc biệt cái dòng Mạc này thì mặc dù chỉ có 1.8 nhưng nó rất mạnh và rất khỏe, bởi vì nó có một hệ thống tăng áp gọi là siêu lạp. Đấy, một cái ống siêu lạp giống như turbo tăng áp đấy ạ. Chính vì vậy nó rất là khỏe luôn. Nếu mà anh chị đi những chiếc Mạc số sàn này mà đi được đến số 6 trên cao tốc thì thực sự anh chị là rất ít xăng, ăn cực kỳ ít xăng, chỉ khoảng 5 lít xăng 100 cây. Đấy, Mạc số sàn này nó lại hay như thế.
mà đi thì đầm chắc vô cùng luôn. Giá hơn 100 triệu chị không mua chiếc xe này, theo em nghĩ là hơi sai lầm. Nếu mà một chiếc xe có hơn 100 mẹt, động cơ 1.8 xăng ăn khoảng độ tầm 7,5 lít 100 cây đấy, máy bền, dòng máy 271 thì cực kỳ bền rồi, điều hòa mát rượi, không mua mua gì ạ, 135 triệu đồng thôi đấy, hợp lý cực kỳ đúng không ạ. Đây một chiếc Hyundai TDK nữa này, biển xanh đấy của ngân hàng, biển xanh của ngân hàng anh chị nhé. Hyundai TDK sản xuất 2003, xe này thì chắc là Việt Nam ít có con thứ hai rồi, quá đẹp rồi, xe của cơ quan nhà nước mà đấy, được cái biển xanh nữa thì quá tuyệt vời. Anh chị nào mà thường xuyên phải, nói chung là vấn đề này nó hơi tế nhị một tí, các bác các chú các cô các anh các chị mà thường xuyên phải vào mỏ chẳng hạn, đi kiểm tra công trình, kiểm tra công nhân mà sử dụng một chiếc biển xanh thì thực sự là đi vào đâu nó cũng ra gì đấy. Đấy, và biển xanh thì đi ra đường thì nhiều khi là các chú các anh các chị công an thì cũng có phần cũng nể nan hơn một chút đúng không ạ. Đấy, xe thì chắc là rất đẹp, một xe ngân hàng không có gì để chê được, quan trọng là có hợp lý với anh chị hay không thôi. Còn mẫu xe này em nghĩ là không cần quay quá nhiều đâu, đăng kiểm dài tháng 12 năm 2020 cơ. Đấy, và chiếc xe cuối cùng đây nhá, Hyundai i10 sản xuất 2018, số sàn bản 2 đầu. Đấy, và con này thì bản thiếu thôi, 2018 chạy 6 vạn. Xe nói chung là đẹp, em sử dụng con này chạy công vụ suốt, xăng ăn ít cực kỳ, chỉ khoảng 4,5 lít 100 cây thôi. Số sàn mà đi đều chân, chân ngoan chân thì chỉ khoảng 4,5 lít thôi, mà đi đầm chắc phết, chạy sướng hơn vai ớt luôn, xăng ăn ít, đổ 500.000 chạy thoải mái. Giá thì cũng loanh quanh khoảng tầm 280 triệu thôi anh chị nhá. Đấy, con này em vẫn đang chạy công vụ và chưa bán. Đấy, thì trong cái buổi tối ngày hôm nay ngày 19 tháng 8 tháng 7 năm 2020 thì em báo giá qua cho anh chị những cái mẫu xe mà đang được tập kết cũng như là đang chào bán tại cửa hàng, tại cơ sở 2 của em, tại số 92 đường Vườn Lài, phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Xe thì toàn những mẫu xe phải nói là rất là đẹp. Đấy, và trước khi kết thúc video này thì em cũng nói qua một chút và cũng xin anh chị thông cảm, bởi vì là bên em thì mới mở cơ sở trong này. Đấy, lượng xe thì nó cũng tập kết nó cũng dần dần, thì cũng cố gắng làm sao mà duy trì một cái lượng xe lúc nào khoảng độ tầm 20-30 chiếc xe. Với những cái chủng loại về bình dân phân khúc tiền nó chỉ khoảng độ tầm 100-400 triệu đồng thôi, để phục vụ cho các anh các chị ở khu vực phía Nam này. Thế, và anh chị nào mà có nhu cầu sử dụng thực sự, đấy, cần tìm những chiếc xe để mua về sử dụng gia đình thì đến bên em thì luôn luôn sẵn sàng đón tiếp rất là nhiệt tình và tư vấn một cách chân thật nhất cho anh chị. Thế còn những anh